tên Argentina, ơn gọi hiếm có, cả hai sắp làm đám cưới lại cùng nhau đi tu thành linh mục và nữ tu. Trước khi khám phá ra ơn gọi của mình, cha Javier Oliveira và sơ Maria de la Sagest đã chuẩn bị làm đám cưới với nhau, nhưng Chúa lại xếp đặt cho họ một con đường khác. Trả lời phỏng vấn của văn phòng thông tấn xã CNA bằng tiếng Tây Ban Nha, cha Oliveira cho biết, cả hai đều lớn lên trong những gia đình công giáo và gia đình hai bên đều quen biết nhau. Hai người gặp nhau thường xuyên khi còn là trẻ em, nhưng khi lên 19 tuổi, cha Oliveira gần như mất đức tin và nhờ đời sống đạo của cô Marie mà cha dần tìm lại được đức tin của mình. Rồi họ bắt đầu hẹn hò nhau. Tại thời điểm đó, cả hai đang theo học ngành luật. Oliveira theo học tại Viện Đại học Buenos Aires còn cô Mary học tại Viện Đại học La Plata. Cha Oliveira nói rằng, cũng giống như các việc tán tỉnh bình thường, nhưng chúng tôi đã tận dụng những cái đẹp văn hóa qua âm nhạc, văn học và triết học. Chúng tôi chung nhau đọc sách, chúng tôi rủ nhau ra quán uống cà phê, chúng tôi nhập bọn với bạn bè đi tham dự hội nghị văn chương của các tác giả công giáo Argentina. Về phần mình, Sir Marie de la Sánchez nói rằng, những gì Sơ đánh giá cao nhất về người bạn trai là sự chân thành tìm kiếm sự thật. Họ đính hôn với nhau khi vừa lên 21 tuổi và quyết định sẽ kết hôn sau khi ra trường đại học, tức là hai năm rưỡi sau đó. Nhưng rồi bỗng một ngày kia, người anh trai của Sơ Mary đã quyết định sẽ gia nhập chủng viện. Đây là biến cố làm cho gia đình cô choáng váng quay cuồng, bởi vì gia đình cô không thể tưởng tượng ra việc đó. Olivera và Mary cùng đưa anh trai của Mary đi đến chủng viện và họ ở lại đó vài ngày. Và chính biến cố này làm thay đổi cuộc đời của đôi bạn sắp cưới này. Về nhà, họ suy nghĩ rất nhiều về ơn gọi tu trì. Sau khi ra trường, cả hai cùng chấp nhận dâng hiến đời mình cho Chúa. Năm 2008, khi cả hai đều lên 31 tuổi, Olivera được thụ phong linh mục tại giáo phận San Rafael và marie de la sages khấn chọn đời trong dòng chúa jesus thương xót cha Oliveira hiện tại làm giáo sư đại chủng viện ngài viết một cuốn sách dạy về cách giải quyết những chuyện nghi ngờ có tựa đề bạn có bao giờ nghĩ về nó không ơn gọi của chúa kitô sơ marie de la sages thì hiện đang sống ở miền nam nước pháp và phục vụ ở giáo sứ san luhon giáo phận fijus Toulon nhắc đến câu chuyện của họ sơ nói rằng tôi coi đó là một ân sủng đặc biệt khi cả hai chúng tôi đã nhận được ân gọi hầu như cùng một lúc vì vậy sự quan phòng của chúa thì thật là chu đáo ngài không bỏ mất bất kỳ một chi tiết nhỏ nhặt nào